cả mọi người nha. À, mọi người thấy ở sau mình là nguyên một cái vườn dừa luôn nha. Thì này là đang bên bữa nay mình qua bên ruộng mình để mình gom mấy cái đào dừa mà nó rụng ngổn ngang, mình gom mình để lại thành một cái đường dọc ở giữa bờ cho nó sạch sẽ các bạn. Để bên đây là hồi xưa là trồng lúa không à, gọi là ruộng ruộng đó, rất là quen rồi. Bên đây thường qua cái gọi là ruộng cũng khá là lâu rồi chưa có qua bên đây. Thì bữa nay qua bên đây sẽ gom mấy cái tàu dừa để thầy cho nó gọn gọn. Bây giờ có mấy cái cây cỏ nào mà nó cao á, mình phát mình chặt luôn. Thì bữa nay đi qua bên đây thì tới chiều mới về. Thì mình cũng có đem theo mấy trái bắp nè, để mình trong lúc mình làm trưa, mình nghỉ trưa xong rồi mình nướng mình ăn luôn. Thì bây giờ sẽ đi kéo tàu dừa với chặt phát mấy cái cỏ nha. Đó, mọi người thấy đẹp không? Ở đây có một cái tàu dừa khô mà nó chưa có rớt xuống này nha mọi người, còn đang trên cây nè. Nè mọi người thấy không? Đó, giờ giật nó rụng xuống rồi, nó hơi cứng nha. Thấy vậy chứ chắc lắm. Mình tiến qua giật coi. Một tay nó hơi khó. Làm giật đen luôn không? Giật tàu dừa cũng vui lắm nha mọi người. Đen luôn không? Đâu làm trên sao? Đây là cái ổ ong dò dẻ nha mọi người. Thì thường ong dò dẻ ở đây nó đóng trên cái cây dừa thì không sao, nhưng mà nó đóng ở trên cái bẹ dừa như vậy nè. Nếu mà cái bẹ dừa lâu quá nó sẽ bị khô và nó sẽ rụng xuống, rất là nguy hiểm. Nếu mà mình không may mình đi tới ngay chỗ cái ổ ong này mà nó bị rụng xuống á, nó chích là đỏ, có thể là đi bệnh viện luôn á. Đây mọi người có thấy ở sau đây có cái tàu dừa không? Giật cái tàu dừa cho mọi người xem nè nha. Thấy sao cứng gì vậy? Đu lên luôn mà không đứt. Không được rồi. Làm gì? Làm cái tên nãy rồi. Đâu làm coi. Làm thử coi coi. Tới không? Đâu làm coi. Thử coi. À, làm cây, làm cây. Anh Tiến đang làm trend nữa rồi. Lại ai, lại ai. Mũi quá, ở đây mũi nhiều lắm. Tưởng đâu đu. Nãy giờ mình tưởng đâu, anh Tiến anh ba anh đu cái tàu dừa đó cho nó rớt. Tại vì không làm gì. Đâu làm lại coi coi. Đau vai đu cái tàu dừa coi. Dừa này cũng khá là cao nhưng mà nó thòng cái nha, cái ấy xương này. Nó dạn như lưng. Thank you.
Mình chơi bạn à. Bước vô đồ biết. Mời mọi người miếng ăn. Vâng ạ. Mời các bạn nha. Bắp chín vàng. Bắp nướng dạ chiến. Mỡ hành. Mỡ hành mua ở cửa hàng anh tôi làm nha. Mỡ hành anh mình làm. Mua ở cửa hàng anh mình làm. Các bạn nào muốn biết cái công thức hay là cái chỗ cái tiệm mua cái mỡ hành này liên hệ với anh Nấu Xanh này nha. Thương hiệu là anh mình làm. Nhà số nhiêu anh? Nhà mướn không biết số. Ở này 5 năm không biết số nhà. Đúng là thỉnh kinh phải có được có rồi nói rồi. Ăn thấy sao Khánh ngon không? Đi thỉnh kinh có đâu rồi mấy có tuổi để Bình Long. Mấy mình đồ đi tử đi bộ thấy mẹ luôn. Quét giùm miếng nè. Sư phụ dạy xe cho tới vợ luôn. Anh bên trời, anh bên trời. Trời gì quá. Rồi mời mọi người nha. Ngon quá. Nó lấy lò luôn nè. Ngon quá. Mũi chích mặt mà không còn gì hết trơn. Quanh đây mũi quá. Chơi dí mà. Ăn cũng ngon hả? Điều tóc thì chơi dí. Có đường tiểu bạch lòng chứ không gì bỏ mấy mẹ. Qua coi cái con chó dưới hàng chó dưới nhỏ ngóng dục xe dưới lại hàng chó rồi gió chạy chích mẹ luôn. Nhỏ mới vừa leo xe bao dây hàng nhỏ nóng máu chọi xe dí không có Trung Quốc gì đó. Hàng đó xuống dắt xe thì thôi không chịu không sao đó. Lên xe cái bắt đầu nó dí đó mấy con cáo chứ mấy con chó. Còn miếng múc hành nữa anh. Mỡ hành này là cho hành thôi đừng cho mỡ. Mời mọi người nha. Ngon quá, ngon. Bắp này bắp nếp ngon không? À, thử nướng bắp Mỹ nha. Bắp Mỹ sao không bằng quá. Bắp Mỹ hả? Mỹ thường thường thấy ớt trong đồ ăn nướng có gia vị nhiều quá. Nếu mà ăn thì nó ngọt mà nó không có thơm, nó không giòn như vậy. Nó ăn nó bập bập bập. Vậy anh bắp Mỹ lại nướng lại là nó teo héo rồi rồi. Nó không nó bị mớp mớp cái hộp đó phải không? Mình luộc nhiều nó cũng vậy nữa đó. Nó luộc vừa tới rồi chứ luộc nhiều nữa rồi. Rồi mà mát rồi chứ. Cái nào xét cái kèo đảo lỗ đổ bia ướp lạnh với nướng vô ăn rồi dứt cái nàng ở gì mua bạc để nhà em đạo gì cợt đâu được được cái bạc á nó đâu cũng thấm mày cái Dũng đạo, sao đạo ngồi vừa đủ ướp bia cái... thôi mình ngồi vòng vòng đạo nhiêu đây nè chừng nhiêu đây vậy nè nhiêu đây là vừa rồi xuống chừng gan à Dũng sẵn làm cái bàn luôn chứ sẵn làm cái bàn để trên luôn chặt mấy khúc cây gác ngang á cái lấy cái vỏ thùng bia để làm cái bàn. Kéo rồi kéo kéo nó uống hết chết mát
tháng nữa không? Để sớm luôn. Mua con dao hoặc giấy được, tính em ra để ốc em cút cây được. Tính vậy? Hồ. Nó ra lụm mấy cút cây mà đóng mấy cái cánh cửa được. Làm gõ thử cóc dù cái cỏ mà đi vô mẹ chứ cái này vô gọt mẹ gì chắc rồi xi măng nó cái đó là như mùa u hay vậy á nó mà nó chắc hơn xi măng cây vô u với lại cây vú sữa lâu năm rồi mấy cút cút vậy mà nó thôi đâu phải cái gì mình muốn là được đâu phải không thôi giờ đi kiếm thì lụm mấy nhánh cây dán mẹ nó là một cái qua quá gọt dễ ra qua hoặc gòn á là để vô nó để làm gì gọn không muối á cái quét xi măng nó chết là mình không mình giả đá vậy nó gọn nó chết làm cái này lẹ này chạy lên cái tiệm chỗ bán đây nè mình tự mua bán, bán chậu rồi đó mua không làm hình hình núi núi nhóc nhỏ nhỏ hả mua mẹ không gai về lẹ để nhức đầu ha đỡ hơn ra bọc giấy ăn nhớ chữa cùi lên nha.